Xin chào tất cả mọi người, mình là Nam Khánh Gaming 2022 đây. Mình là Nam Khánh Gaming 2022 đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chơi Minecraft hành trình của Nam Khánh Gaming 2022 tập thứ tập thứ không biết. Tập thứ không biết. Ok thì hôm nay mình sẽ kiểu như phát triển chỗ của mình lên. Mình cần phát triển. Phát triển cơ. Tôi đang cần phát triển. Dạ. Yeah. Ok và mọi người đợi xong cái intro này thì mình mới có cái intro mới mà vẫn chưa làm xong ấy. Thì mọi người chờ thì là mình không có cho nên coi như không có intro nào nhá. Mình chỉ góc nhìn đã. Ok thì chúng ta rất như là sẽ phải ra ngoài rồi mình mới có một cái skin mới. Một cái skin mới này mọi người thấy tay cũng mới chưa. Đấy. Để mình để mình cởi giáp ra cho các bạn nhìn skin mới mình nhá. Mọi người thấy skin mới của mình như nào, đẹp không, đẹp không, đẹp không? Nếu mọi người thấy đẹp thì đừng quên comment xuống bên dưới nha. Hôm nay mình sẽ đi làm cờ, mà cờ này cờ của Mojang, cờ của người sáng lập ra Minecraft mình đây. Minecraft hàng deal thì mình không có tiền để mua nên để phải chơi hàng fake. Đây rồi, con thoát từ đâu con trai Toby con đi điêu. Hãy xem đây. Ok. Mình biết rồi. Con heo thì không cần nha. Đang cần có gì để làm để có len. Mà bây giờ không có. Để mình hồi phục nó cũng được. Hồi phục đi. Đó, cho tao hồi phục mày cái. Chỉ mà một tí thôi. Ê, nó cũng chịu rồi. Mà bây giờ yên đâu rồi ơi. Trước tiên mình muốn phải thần phục con ngựa là phải có ít phù. Giết luôn. Mình còn phải kiếm rất là nhiều lông kìa mà mình đang ngự. Ai con ngựa. Chết rồi, ở đây không có con bò để mình lập ra. Tao thật sự xin lỗi, tao phải bỏ tao đi tìm bò đây. Mình không muốn giết nó đâu mà mình cần phải. Mình lừa đi bộ lắm cho nên mình không giết nó. Để dùng bò kiếm ra luôn cho lẻ. Liệu nhớ gì nhà đây. Mình rất hay quên lắm. À ha, có cách rồi. Thần pháp Mỹ Đu. Đây. Mỗi bước đặt một cây đúc để cho nhớ được nhà mọi người. Chứ ở đây là game hàng fake. Nó không có tọa độ mọi người. Cho nên không biết về nhà, không biết đường về nhà luôn. Ok. Một cái hang. Giờ mình không xuống mai đâu, bây giờ mình đang. Wow, vừa mới nhắc có bò luôn. Được. Hãy xem đây. Rồi. Cái này. Ok.
đó là cái này ra mà tự nhiên bên này màn hình này đó, tự nhiên là nó cái gương mà mở tương lên là sao không kiểu nó đang làm gì rồi. Ai đó là người hình này, ai ta không biết mày đâu cả. Ở bên mình xin rồi. Oh, ok, có thêm con kiều và để không nhìn vô. Hello con kiều, sao đó thích nhỉ? Ok, và bằng cách thần kỳ nào đó mình lại đến được một khu gì mình có quên tên. Ok, đã đến lúc sử dụng cái này rồi. Godness. Trong người tôi nó có 61 đá. Bắt lóc qua thôi, có gì đâu. Hư. Thích thể hiện đã. Bơi lùi thầu. Mình thích thể hiện. Rồi, gặp ngay đúng cái quảng cáo luôn mọi người. Rồi. Mình nghĩ là bây giờ đi về nhà luôn rồi đó. Nè, gần ngang kiều có lông nè, có lông trắng. Để lông trắng để bật đi. Skate the dip. Thôi, tạm biệt. Cái đoạn đi về nhà mình sẽ tour. Ok mọi người ơi, trong lúc đi về nhà mình thấy có một đống bò ở đây cho nên cho xin mày về ra nhé bạn bò. Cho xin mày về ra nhé. À, đi chỗ này xong rồi mình đã có 7 cái da. Ok rồi này được nghe, mình sẽ tôi cái đoạn đi về nhà. Ok mọi người ơi, mình đã về được tới nhà rồi, cái nhà còn gỗ ra đây. Mình về nhà mình thấy có một đống bò nhá. Ok bây giờ trời ơi tôi thật là ngu ngốc. Thôi, ngựa ơi. Tao tạm thời phải trói mày lại thôi. Hợi, hợi. Thử điều ngoài nha ngựa. Ra ngoài. Hình như là ngựa đang xúc phạt tao. Ê, đúng rồi. Cái này ngựa phải đứng yên nha. Đứng yên nha, không được chạy. Mày bắt được. Ok mình sẽ tua cái đoạn này. Ok mọi người, cái con này nó lầy lầy ơi là lầy luôn. Thời tới ra cho ai cho thôi chặt gỗ ở đây luôn đi cho rồi.
Của mình được thúc rồi, bạn đã thích video của mình được quay comment xuống phía dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.